cái ngày cũng như lý do tại sao tôi làm cái nhân vật này thì tôi cũng công tác lại cấu trong để có lúc thì ngày hôm qua chúng ta là ngày Valentine, ngày của tình yêu. Ngày coi như mặc dù thời gian đã qua, cái mốc thời gian đã qua, nhưng tình yêu thì luôn luôn hiện diện trong lòng mọi người. Cho dù tình yêu đó bây giờ chỉ còn là kỷ niệm vui buồn êm ái hoặc là như thế nào đó của một đời người, kính mời quý vị thưởng thức bài Gió Thoảng Hương Bay của ca sĩ Lâm Mai Hương, diễn tả lên một mối tình của những người đã từng gắn bó với nhau, quen biết nhau nhưng vì thời thế bắt buộc họ phải chia tay. Xin mời ca sĩ Lâm Mai Hương. Thank you.